Muốn giàu có như người Do Thái, đừng nên vội vàng săn tiền khi tay trắng. Hãy lắng nghe, ghi nhớ và áp dụng 5 quy tắc vàng sau đây để tiền tự chảy vào túi bạn. Đất nước Do Thái được mệnh danh là quốc gia giàu có nhất thế giới, vậy nên gọi những người Do Thái là bậc thầy kiếm tiền quả không sai. Trong Kinh Thánh Khởi Nghiệp của người Do Thái, có một câu nói thế này: tiền trên thế giới đều nằm trong túi người Mỹ, mà tiền của người Mỹ đều nằm trong túi của người Do Thái. Theo danh sách của Forbes, trong top 40 người giàu nhất thế giới, thì có đến 18 cái tên trong số đó là người Do Thái. Người Do Thái không chỉ chiếm vị trí then chốt trong giới kinh doanh, mà còn đạt nhiều thành tựu ở các lĩnh vực khác. Chẳng hạn như Einstein, nhà vật lý học, đạo diễn Hollywood Spielberg. Đằng sau sự thành công đó là những bí quyết được lưu truyền từ đời này sang đời khác. Vậy nên, nếu bạn cũng muốn theo đuổi con đường thành công của họ, thì hãy tìm hiểu kỹ 5 nguyên tắc quan trọng sau đây. Quy tắc 1, 78/22. Người Do Thái đã dùng khả năng quan sát của đầu óc thông minh để nhận ra quy luật của cuộc sống. Cụ thể, tỷ lệ giữa nitơ và oxy trong không khí là 78/22, tỷ lệ giữa nước và các thành phần vật chất khác trong cơ thể người là 78/22. Tỷ lệ giữa vòng tròn nội tiếp trong một hình vuông với các diện tích còn lại cũng là 78/22. Có thể thấy, quy tắc này bao trùm lên thế giới xung quanh và người Do Thái cũng đã áp dụng điều đó trong kinh doanh và đã đạt được những thành quả nhất định. Họ đã chia sẻ một sự thực thú vị: chỉ có khoảng 22% người trong xã hội sở hữu phần lớn tài sản, trong khi phần còn lại chiếm 78%. Điều này có nghĩa rằng bạn chỉ cần tập trung vào việc tương tác và làm kinh doanh với những người có khả năng tài chính. Quy tắc này còn được gọi là quy tắc 78/22, và nó cũng xuất hiện tự nhiên trong nhiều khía cạnh cuộc sống. Ví dụ 22% của các lĩnh vực như thời trang, thức ăn, xây dựng, trang sức, y tế thường chiếm đến 78% trong tổng số tiền mà mọi người tiêu trong cuộc sống hàng ngày. Đó là lý do tại sao người Do Thái thường tập trung vào kinh doanh trong các lĩnh vực như thực phẩm và thời trang, đặc biệt là các sản phẩm dành cho phụ nữ và trẻ em. Như vậy, bằng cách hiểu rõ quy tắc này và tập trung vào những người có khả năng chi tiêu, bạn có thể thực hiện kế hoạch kinh doanh của mình một cách thông minh hơn và có cơ hội thành công lớn hơn. Quy tắc 2, trí tuệ sáng ngời là kho báu vô giá. Người Do Thái giàu có thường dựa vào sự thông minh, khả năng kinh doanh tài tình và tính toán tỉ mỉ. Câu chuyện kể về một ông chủ thương mại, trước khi ra đi, đứng trước quyết định trọng đại về việc chuyển nhượng tài sản cho con trai. Ông lo ngại việc tài sản rơi vào tay một người quản gia không đáng tin cậy, và vì vậy, khi viết di chúc, ông đã để lại toàn bộ tài sản cho con trai mình, với một điều kiện, con trai phải chọn một món duy nhất. Nhờ vào sự thông minh và sáng tạo của mình, người con trai đã chọn người quản gia làm món quà của mình. Theo pháp luật của thời đó, việc sở hữu một người hầu tương đương với việc sở hữu tất cả tài sản của họ. Điều này cho thấy tầm quan trọng của trí tuệ và sự hiểu biết trong việc bảo vệ và gia tăng tài sản gia đình. Trên thương trường cũng như chiến trường, sử dụng đầu óc để kiếm được những đồng tiền chân chính bằng trí tuệ mới là đáng khâm phục. Quy tắc 3, đừng để tiền ngủ ở ngân hàng. Không để tiền ngủ quá bất động trong ngân hàng là một sự lựa chọn mạnh mẽ, bởi vì tiền chẳng qua là một nguồn tài nguyên tiềm năng không ngừng, cứ tiền này đẻ ra tiền khác. Điều này có nghĩa là bạn không nên đặt cả trái tim vào một nguồn thu nhập hoặc loại đầu tư duy nhất. Thay vào đó, hãy phân phối tiền của bạn vào nhiều loại tài sản khác nhau như cổ phiếu, bất động sản, vàng hoặc tiền gửi. Điều này giúp giảm rủi ro và tăng cơ hội sinh lời. Tôi có một lời khuyên cho bạn: khi từ bỏ đi phương thức an toàn như bỏ tiền trong ngân hàng, thì phải cẩn thận trong việc phân tích thị trường và lựa chọn các hạng mục đầu tư có khả năng sinh lời cao. Hãy tập trung vào tối ưu hóa việc quay vòng tiền tệ của bạn và đồng thời giảm thiểu rủi ro khi đầu tư vào các dự án không chắc chắn. Bằng cách này, bạn có thể biến đồng tiền trở thành một công cụ mạnh mẽ hơn để tạo ra sự tăng trưởng và thụ động thu nhập, giúp bạn thực hiện những mục tiêu tài chính lớn hơn và đảm bảo tài chính cá nhân của mình tăng trưởng bền vững theo thời gian. Quy tắc 4, quan hệ giúp tiền đẻ ra tiền. Trong triết lý của người Do Thái, con đường tới thành công với tiền bạc và thịnh vượng là việc kinh doanh. Tuy nhiên, việc khởi đầu từ con số 0 mà không có sự hỗ trợ hoặc sáng tạo trong việc khai thác các mối quan hệ quanh mình sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Trái lại, khi bạn có sự giúp đỡ từ người khác, cửa hàng của cơ hội kinh doanh sẽ mở ra một cách bất ngờ. Bạn biết không, các doanh nhân nổi tiếng trên khắp thế giới đều xây dựng cho mình những mối quan hệ vững chắc,
Những người bạn này không chỉ mang đến lời khuyên hữu ích trong những thời điểm khó khăn, mà còn đánh thức sự sáng tạo và tư duy mới mẻ. Bởi đôi khi, những góc nhìn bên ngoài có thể đem lại sự khách quan và hiệu quả hơn trong việc giải quyết các vấn đề. Thêm vào đó, những người bạn đáng tin cậy luôn đặt ra những tiêu chuẩn cao, thúc đẩy họ không ngừng phấn đấu để hoàn thiện bản thân và nâng cao trình độ. Quy tắc 5. Tiết kiệm tiền không quan trọng bằng khát vọng kiếm tiền. Một người chủ người Do Thái, trước khi qua đời đã thiết lập một giải thưởng 1.000 đồng vàng cho câu hỏi điều gì là quan trọng nhất đối với người nghèo. Nhận được nhiều câu trả lời khẳng định rằng người nghèo cần tiền nhất, tuy nhiên, đáp án thực sự là họ cần khát vọng kiếm tiền mạnh mẽ. Khát vọng kiếm tiền không chỉ là về việc tích lũy tiền mặt, nó cũng là động lực để thúc đẩy chúng ta tạo ra các cơ hội, phát triển kỹ năng và đối mặt với thách thức để thực hiện ước mơ tài chính của mình. Điều này khác biệt hoàn toàn so với việc đơn thuần tiết kiệm bằng cách nhịn ăn hoặc hạn chế tiêu dùng, vì nó giúp bạn định hình tương lai một cách tích cực hơn. Cuối cùng, việc tiền đẻ ra tiền không phải lúc nào cũng dễ dàng mà đòi hỏi kiên nhẫn và sự kiên trì. Nhưng bằng việc tuân thủ những quy tắc này, bạn có cơ hội đạt được mục tiêu tài chính của mình và tạo ra một tương lai thịnh vượng. Hãy nhớ rằng mỗi ngày là một cơ hội mới để bắt đầu hành trình của bạn, và tiền đẻ ra tiền có thể thành sự thật nếu bạn biết cách quản lý nó một cách khôn ngoan.